cảm ơn sự đón xem chương trình của quý vị. kính thưa quý vị tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng, thầy thủ tướng nguyễn tấn dũng làm trực ban phòng chống tham nhũng sau hội nghị trung ương 6 hội nghị này giống như thùng rỗng kêu to khiến cho dư luận thêm mức tin tưởng. Và để tiếp nối chương trình, sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần phân tích của bình luận gia Đại Dương về các yếu tố làm cho việc chống tham nhũng tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành trò hè. Vâng, thưa ông, thì cái nghị quyết Trung ương 6 lệ kê tham nhũng vào hàng nguy cơ có thể làm sụp đổ chế độ. Thì các đại biểu quốc hội rầm rộ là phụ họa rằng là tham nhũng phải bị tiêu diệt như tội phản quốc hoặc giặc ngoại xâm như tội giết người để bảo vệ đảng cộng sản thì vậy cái quan điểm của từng trưởng ban phòng chống tham nhũng như thế nào thưa ông ông nguyễn phú trọng khi mà đi thăm các cử tri ở tại hà nội thì họ chất vấn thì tại làm sao mà cái chuyện trung ương đã hứa sẽ là làm thẳng làm mạnh tay đối với tham nhũng mà ngược lại thì trong khi tự phê và phê đã rồi thì lại không có ai kỷ luật cả là không có ai nhận thì ông ta có nói rằng ờ, có nhiều vị người, người ta không chịu nhận khuyết điểm thì và cũng không chịu nhận sai lầm nữa và thực sự không biết ai là trong nhóm trong cái nhóm có ít có lợi ích là gồm có ai cả thì cái điều này thì trong nước người ta hay gọi ông Nguyễn Phú Trọng là lú như trọng nghĩa là nghĩa là lú lú lẫn hẳn rồi thành mới nói những cái điều này bởi vì đã đưa ra một cái hội nghị trung ương để mà phê phán nhau để mà làm mà tại sao lại không biết là nhóm lợi ích mà cứ nói là nhóm lợi ích lúc nào cũng nói là nhóm lợi ích làm lợi ai đứng nhóm lợi ích là ai người nào nhóm nó có mấy người bảo bây giờ không biết cái đó nó mơ hồ lắm không biết rồi đến chuyện nói là ông trọng nói là bây giờ thì cái nghị quyết 4 chỉ có những mục đích là một là cảnh tỉnh tức là làm cho người thức tỉnh ô đây là một cái nguy cơ ghê gớm lắm các vị phải tỉnh người lên mà mà chống đi thứ hai là răng đe nghĩa là công đừng có tham nhũng nghe chưa tham nhũng là bị nhưng mà cuối cùng là không có ai kỷ luật hết thì cũng không răng đe được ai rồi bảo ngăn chặn sai lầm vi phạm kỷ luật thì chuyện là nó nói từ xưa lắm rồi nhưng mà có ngăn chặn được đâu vì cho nên nói những cái điều tôi cho rằng nó vu vơ nó không hợp lý thế nào với những điều chỉ làm nói để mà nghe thôi chứ không phải để mà giải quyết một vấn đề thưa cô Vâng, thưa ông, từ khi nói cái phòng chống tham nhũng thì thanh tra chính phủ, ngân hàng thế giới và các nhà tài trợ quốc tế đã tổ chức chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013. Thì với các giải thưởng tương đương tới 288.000 Mỹ Kim, thì tại sao các định chế tài chính và các nhà tài trợ quốc tế lại lưu tâm với những cái hoạt động phòng chống tham nhũng tại Việt Nam, thưa ông? Thứ nhất là ngân hàng thế giới họ có phụ trách một cái chương trình gọi là xóa đói giảm nghèo cho các nước cho các nước mà còn chưa có phát triển hoặc đang phát triển chẳng hạn. Vì thế họ không muốn rằng cái thành quả của phát triển kinh tế mà họ đã ủng hộ đó cũng như là vận động cũng như các nước cố gắng thì nó lại chui vào cho một số túi của một số người mà thôi. Vì thế cho nên cần phải chống tham nhũng để mà cái số tiền đó nó ra xã hội để mà phát triển thêm. Chúng ta thấy như Việt Nam hiện nay chẳng hạn thì rõ ràng rằng những cái nhà giàu những cái tay đại gia là nắm giữ rất nhiều tài sản trong khi đó thì người dân lại thiếu thốn bởi vì cái số tiền đó là do tham nhũng mà có do những cái làm ăn bất hợp pháp mà nó có cho nên gây thiệt hại cho cái nền kinh tế quốc dân vì thế cho nên họ phải giúp và không phải là uh, ngân hàng thế giới mà hầu như là các nước tây phương họ đều đổ sức đổ tiền vào đổ kế hoạch vào giúp đỡ để việt nam nhưng mà hình như cái việc nó không có tiến triển bao nhiêu Việt Nam lấy tiền để mà tổ chức hội nghị nhưng mà sau đó thì hết hội nghị rồi là không còn ai nói tới không còn ai áp dụng cả và người ta thấy rằng có rất nhiều cái cái phần thưởng đã thưởng cho những cái kế hoạch nhưng mà những cái kế hoạch đó được bỏ trong trong ngăn kéo chứ không bao giờ thực hiện cả và cho tới giờ phút này cũng chưa có ai mà Ô oh, cái kế hoạch đó cái cái kế hoạch đã được thưởng bao nhiêu tiền này đưa ra thực hiện rồi nhưng mà kết quả bao nhiêu cũng không ai biết cả đó là một vấn đề và kế tiếp thì chúng ta thấy giới đầu tư quốc tế họ tài trợ là mục đích tại sao vậy bởi vì nếu mà còn để tham nhũng thì tức là họ phải đút lót nhiều họ mới làm ăn được và nếu đút lót nhiều thì sẽ tăng giá thành phẩm lên và sản phẩm của họ không thể cạnh tranh nổi với trung, trung cộng chẳng hạn hoặc là cạnh tranh với các nước khác như thế tức là cần phải đầu tư cần phải giúp đỡ Việt Nam để phòng chống tham nhũng cũng là vì cái lợi ích của các nhà đầu tư ngoại quốc thưa cô. Vâng thưa ông cũng như thưa quý vị khi nói vấn đề phòng chống tham nhũng tại Việt Nam thì Việt Nam đã phê chuẩn công ước Liên Hiệp Quốc về phòng chống tham nhũng từ tháng 9 năm 2009 nhưng chỉ số cảm nhận tham nhũng 2,7 đến 2,9 điểm vẫn lưỡng lơ trong nhóm tham nhũng nghiêm trọng. Bất chấp lời hô hào thống nhất từ Trung ương Đảng cũng như chính phủ, vâng thưa ông tại sao vậy thưa ông? Thứ nhất chúng ta thấy rằng Việt Nam cho cái cái cuộc họp cái cho chương trình mà họ đang thực hiện bây giờ đó là nhằm để làm thế nào để gia tăng cái minh bạch công liêm chính của cán bộ cũng như là từ trách nhiệm của mỗi người. Nhưng mà điều đó từ trước tới đây cũng đã nói nhiều cũng đã là nhưng mà không ai làm. Bởi vì cái sự minh bạch rõ ràng không thể có trong dưới chế độ cộng sản được. Bởi vì tất cả mọi cái gì họ chỉ chụp một cái tiếng là bí mật quốc gia là không ai động tới được hết. Cho nên không ai biết được là họ lỗ bao nhiêu thí dụ bây giờ các cái tập đoàn nhà nước thì thường thường được nói là làm ăn có có lời. Họ nói một cái bản báo cáo của Bộ Tài chính nói rằng à, tất cả các tập đoàn nhà nước, hầu hết các tập đoàn nhà nước đều làm ăn có lời, ngoại trừ một số. Nhưng mà người ta tính ra thì lại tất cả những cái sự nợ nần lớn nhất thì cũng lọt vào tay của các tập đoàn đó. Cho nên vấn đề đó là rõ ràng không có được minh bạch Và kế tiếp chúng ta thấy rằng không liêm chính Rõ ràng là cán bộ nào cũng bị đã, gọi là à, tham nhũng, bị lộ hóa, bị tất cả nhiều vấn đề đó Cho nên không thể là trở nên là cán bộ liêm chính được. Họ không phục vụ cho dân nhưng mà họ hành dân Đó là cái điều nói của của trong nước hay là của chính hồi đó Hình như là của chính à, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã nói là à, Cải cách hành chánh, hành chánh có nghĩa là hành dân là chính chứ không phải là giúp dân đó vấn đề mà quốc tế đang muốn cải thiện nhưng mà vẫn không được vì thí dụ như năm 2009 họ cấp giải thưởng cho 25 trên 152 cái đề án về chống phòng chống tham nhũng và năm 2011 thì có 14 34 trên 160 đề án được tài trợ nhưng cho tới nay thì không ai biết cái điều đó những cái đó đã áp dụng như thế nào và đưa lại những cái kết quả gì thưa cô Vâng thưa ông, khi nói tới tham nhũng thì tìm đâu cũng thấy ít hay nhiều thì tùy thuộc vào cái cách quản trị cũng như thể chế của từng quốc gia. Thì các nước thể chế dân chủ thì thường ít tham nhũng hơn những chế độ độc tài. Thì theo ông thì các yếu tố nào gây khó khăn nhất trong việc phòng chống tham nhũng tại Việt Nam? Thứ nhất là cái thể chế độc tài toàn trị toàn nó đã thiếu mất cái hệ thống cân bằng quyền lực. Thí dụ như Đảng Cộng sản nói rằng mình không có tam quyền phân lập, đó chỉ là phân, đó chỉ là phân công để mà phụ trách thôi. Thí dụ như ông lập pháp hay hành pháp, người đứng đầu chẳng hạn là đều do Trung ương Đảng chỉ định để mà thực hiện cái quyền đó, chứ còn hai ông kia không có một cái quyền độc lập giống như là cái giống như các thể chế dân chủ mà chúng ta đã thấy. Vì thế cho nên không có cái cân bằng quyền lực, bởi vì một người làm toàn quyền và người khác không khởi động đó mặc dù nói dân biết dân kiểm tra dân làm gì đó thì nói cho cái mồm nói thôi chứ còn kỳ thực dân làm sao mà kiểm tra được trong khi tất cả cái gì cũng bí mật quốc gia làm sao mà kiểm tra rồi biết rồi tố cáo rồi đó thì trên kia như ông ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói bây giờ nếu mà mình kỷ luật đó, thì sinh ra cái chuyện là bè phái rồi sinh ra cái chuyện bất mãn rồi sinh ra xáo trộn cho nên tốt nhất không kỷ luật như vậy thì cuối cùng là cái luật pháp không được áp dụng cho những người vi phạm thì đó là cái căn bản của vấn đề mà phải giải quyết thứ hai chúng ta nhìn xem thì trong tất cả các văn bản mà họ đưa ra cũng như tin tức báo chí thì họ lo bảo vệ chế độ hơn chống tham nhũng cho nên á thà rằng cái chế độ này sống tham nhũng còn nhưng chế độ này sống hơn là tham nhũng mất đi mà chế độ này cũng mất cho nên họ luôn luôn như vậy chúng ta thấy rằng họ đặt vấn đề bảo vệ cái chế độ hơn là hơn là chống tham nhũng đó là một cái khuyết tật của Việt Nam mà cần phải thay đổi bởi vì nếu không chống tham nhũng á thì cái đất nước sẽ luồn bại nhưng mà nếu chống tham nhũng á thì có thể đảng cộng sản sẽ mất quyền nhưng mà đảng cộng sản mất quyền chế độ nó mất nhưng mà dân tộc vẫn còn dân tộc vẫn tồn tại và dân đất nước vẫn phát triển đó là một cái chọn lựa mà người dân Việt Nam phải chọn lựa đi con đường nào cho nó đúng Hoặc là cứ tiếp tục dưới sự à, à, cai trị của chế độ Cộng sản để bảo vệ cho bằng được cái chế độ này nó tồn tại Thứ hai là phải lật chế độ Cộng sản đó để đưa lại cái quyền lại cho người dân Và làm cho đất nước phát triển giống như các nước trên thế giới thưa cô Vâng xin cảm ơn ông kính thưa quý vị vừa rồi là những phân tích và nhận định của Biểu gia Đại dương cũng đã kết thúc chương trình Việt Nam đi về đâu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.